Xin chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em, chào cô chú trên mọi miền Tổ quốc nha cô chú. Em lên tiếp tục cho cô chú cũng như anh chị mình tham khảo cái lô này là lô gì à? Dạ e. Lô e. Em tính theo chữ cái nha cô chú, vì em hồi xưa học dở lắm, bởi chữ cái em không có rành, em hỏi mấy đứa cho chắc ăn. Còn mấy em tra lên Google không mà. Giờ em học cho ẹt rồi bị cô giáo đuổi. Còn theo như lời góp ý của cô chú là em coi ngày mà thật sự là em sơ sức. Thứ nhất là em không có nhớ ngày tháng chứ á. Rất ít khi nào em để ý cái vụ ngày tháng lắm. Chỉ có thứ á. Thứ thì con em đi học thì em nhớ. Còn ngày tháng với em là nó hơi xa vời. Rồi cô chú, có nãy con chú đó có kêu Thắng ơi, nữa con lên con dòm trên cái điện thoại á, nó có để ngày. Mà thiệt em dòm trên điện thoại ngồi đó giờ em quên. Rồi bữa nay em thấy được là ngày 14. 14 tháng 7 hả chị? Dạ. 14 tháng 7 hả con? 14, chắc 14 tháng 7 cô chú. À, 14 tháng 7. À, 14 tháng 7. Cái này em lên tiếp cho cô chú này là lô E nè. Là những cái máy này là máy đã, máy này đã chạy rồi nè. Cái máy này là thợ em có rửa bình xăng nha. Cô chú đi ha, chút rửa bình xăng. Nhờ tụi con pha một ít xăng pha nhớt đi. Test cho cô chú. Vô cái rồi giờ chi tiết máy này, cái lô E đầu tiên á, là cái này là E1 cô chú. Cái này thì ngoại hình nó gì đây, máy này nó về cũng gần đây nè, là nó có gãy nè, 1 lá 2 lá 3 lá, nhưng mấy cái này thì nó không có đến nỗi. Con đổ thêm miếng xăng, bị xăng của mình nó nhớt mình pha nhiều quá, con đổ thêm miếng nó xanh dờn nó cho nè. Nguyên thủy theo máy vậy nè. Cái này là dòng Echo 265 nòng 34 ly. Mấy cái máy này thì cô chú mình sử dụng nó rất là bền. Echo nó bền, cái dòng máy nó lì. Còn bên tay lái thì nó nguyên bản theo máy vậy nè, tay ga gì nó cũng nguyên thủy theo máy hết, không tắt. Còn cái này thì nó mất hết bên bao nhựa rồi. Ta chưa mở lên xuống nè. Thiếu quặng hả con? Con ấy đại cái miếng giấy gì con mới vô đi. Miếng giấy hay gì? Đầu bò chén kẹp thì nó nguyên thủy luôn. Em lăn thấy nó còn em ru à. Rồi con rót vô đi. Rồi vừa khó lấy cái can bỏ ra cái hồi mình nè. Đổ vô nguyên thủy nha cô chú, mà này nó không có can gác. Rồi nhờ con test hàng cái máy này cho cô chú mình nha. Trời bơm quá trời đi, con mở nắp ra con xịt vô cái cho nó nhanh lên tí xíu. Tự mở ra đại đi. Cái nồng nó còn ấy, cái nồng nó giống như nó bị lâu ngày, cái nó bằng nhôm, cái nó bị oxy quá. Cái dòng kia viết này là cô chú xài bền mạnh, máy nó lực. Con tắt con xe, nhưng mà con tắt cô chú nhớ để lên nè, có chưa tốt nó chứ. Con đóng e, con lấy tay con thọt con bệnh e. Chăng không lên. Để em nói rồi, em nói với con em dọn không tới, em không có dám bán máy còn lành. Em chỉ bán, em bán lời mèo đi xíu. Nó hơi rất là mèo. Nhà cô chú về dọn thêm. Cái đáng lý này là mấy đứa cháu nó rửa bình xăng rồi nè, nó rửa bình xăng rồi mà giờ nó cày ăn. Cái này nhờ thằng Tài con test lại cho cô chú nghe mấy này coi. Thằng Tài có bùa phép gì không nha. Ngồi xăng rồi. Rồi con dịch nhiều rồi, con dịch xịt tối con luôn á. Đó,
Giờ con vịt hư chạy không? Tiền ghê, tiền ghê ơi, tiền ghê ơi. Rồi, cái lô này là lô E cô chú. Cái này là E1. Cái này bán cô chú là 1.150.000. E1 1.150.000. Cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Mấy này thì em bao ghim cô chú toàn tập mấy bãi. À, nhưng mà về cô chú chưa có nha, dặn cái nắp này vô con đổ xăng ra luôn. Đổ xăng ra cái con trai. À, cô chú có chốt cái mấy cái mã nào thì nhờ cô chú là dòm dưới phần bình luận giùm em nha, là những cái máy nào em bán rồi thì em sẽ cập nhật liên tục luôn, em để dưới phần bình luận. Gót xăng ra nha con trai, kiếm đồ gót xăng, em để dưới phần bình luận. Cô chú nào có chốt rồi thì dòm dưới đó giùm em nha. Còn cái này là nguyên thủy nè, cái này là chưa dọn gì hết nè. Tay lái thì nó một tay người ta kêu sừng dinh sừng chiếu, giống như mấy con trâu vậy. Cái quẹo qua đây kéo quẹo vô. Cái này thì thiếu có mất nắp ngoài rồi, không có nắp bình xăng. Cái này TB26, cái này 34 ly nè, nằm bự chà bá lửa luôn. Đem coi này coi. Con trai biết chừng nào con trai giật máy tiếp cha đây con trai. Đầu bò thì còn cái đầu bò không à, dán kẹp với con ốc đóng mất tiêu rồi. Còn theo hiện trạng như cô chú còn sao bán vậy nha, không có cán gác nè, đầu bò thì mất ốp lưỡi nè, máy thì chưa dọn nè, thiếu nắp bình xăng nè, cái tay thì tay dinh tay chiếu, cái này là E2 rồi. Nhờ con test hàng cho cô chú ơi. Rồi cái này em bán cô chú 950.000, em bao ship. Để gì vừa thôi con, để nó công cần rồi tiền này. E2 950. Cái này về cô chú xúc rửa bình xăng lại nha em nha. Cái máy này máy chưa dọn, chứ gắn cái nắp nó vô. Nằm 34 ly. Chạy. Đây là một con Honda rất là mới, rất là đẹp trai giống em luôn. Made in Thái Lan luôn. Máy này thì nó nguyên thủy, cái máy này thì nó quá trời đẹp luôn rồi. Tay ga này có dưới nhìn nữa. Trần lớp nè. Rất là đẹp. Cái này chắc cỡ gian Đông Gung. Gian Đông Gung là cái người Trang Vô Húp, tên Hàn Quốc, tên độc độc không. Em nhớ đó không, lúc mà còn nhỏ tuổi nhớ cái người tên chơi sông dông. Anh nhớ hoài tên đó, mất cười hoài. Cái Honda X25, cái này 4 thì. Rồi giờ con trai test hàng cô chú mặc lên tới chiều luôn chưa chạy. Con đắt nhớ cô chú. Để xuống hả? Dạ. Con đắt để xuống nha cô chú. Mới ghen ngon rồi, máy này quá đỉnh, quá đỉnh rồi, con tắt lên đây. Cô chú nhớ là cái công tắc nó bẻ xuống nha, người ta đẩy lên rồi ông này ông đẩy xuống. Con mở rồi con nhớ còn con trai. Rồi con giật lại cái cho cô chú mình coi đây. Rồi em xin quay một vòng quanh cái dung nhan niêm thùng đổ nước chảy tùm lum cho cô chú coi nha. Đây, lốc khoai rất là đẹp. Nói chung chưa nhìn thấy khuyết điểm. Đẹp trai. Con này giàu học dỗ với cho bự. Một, hai, một, chín, bốn, một, năm. Tử số trong lốc em đọc được đó. Yeah, không thấy 1 2 1 9 4 1 5. Rồi.
Cái máy này em bán cho cô chú là 2,3 triệu E3. Ô E3 hả? Ừ. E3 2,3 triệu. Rồi tới em nào nữa đây? Con này là con Maru 26. Maru 20 vậy anh em ơi. Maru 20 nè. Trời ơi nhìn tướng nó bự con. Maru 20. Cái tướng chà bá. Chụp giật trợ lực luôn. Nhìn ngầu quá. Tôm còn trắng rồi thiếu ngon ốc rồi. Thiếu ngon ốc. Cái này là máy nguyên bản nha cô chú. Máy này là nguyên si luôn á. Nha đây nguyên bản luôn. Đi ra. Tay lái đồ là nguyên thủy hết. Còn cái cảng gác này bên em gắn nè, bên em gắn cảng gác mới nè. Cái đầu bò thì còn nguyên ok luôn. Rồi giờ con trai test hàng cho cô chú mình nghe coi. Cô chú nhớ là công tắc nằm đây nha, cái này dễ quên lắm nè, nó quên giống như em mà giật xỉu luôn á. Rồi ok. Cái con này là Maru 20 tâm liền, sát bự, chụp giật trợ lực. Nguyên thủy. Nói chung là đầu bò chán gạt em thấy nó cũng còn đẹp. Nhưng mà có cần láp thì nó hơi sồn sồn rồi nên. Này cái tầm nó sồn sồn giống như này. Ốc nó còn chiếu chiếu vô nè. Cái này cô như chú nhớ khi nhận máy mình để qua đêm nha. Chịu khó bơm xăng này lên cái. Đóng e mình kéo qua đằng sau. Còn cô chú nào lớn tuổi nó muốn mau nhảy nó thì làm giống như tụi em. Cho nó mau nó chạy lên rồi được rồi nó chạy luôn à. Cô chú lấy gì nhí vô nó miếng xăng. Vô cái họng xăng đó cô chú giật nó mau chạy hơn. Còn cô chú nào mà có điều kiện thì mở cái bui á. Bơm xăng không đóng e. Khỏi đóng nghe, nếu mình giật trường hợp mà em chạy á, hoặc là máy nhà mình nó lâu chạy á, nhấc sáng mở bui ra bơm xăng rồi mở bui ra nhúng vô xăng rồi dăng lại giật in chạy không có đóng sức. Rồi con này con e mấy con trai? E4. Cái này bán cô chú 1 triệu. Rồi tiếp tục con lấy ra cô chú nhớ là E4 nha. E4 giá 1 triệu. Cô chú nào có chốt máy thì nhờ cô chú để ý dưới phần bình luận giùm em nha. À, em sẽ cập nhật liên tục những cái máy nào em bán rồi là em sẽ để dưới phần bình luận. Còn cái này là cái Kyogit. Kyogit C260 này là nòng 34 ly mất tiêu chụp e nữa rồi. Cái này mấy đứa cháu thảy lên thảy xuống tới về nó không mất gì đâu. Mất tiêu chụp e. Cái này là cô chú xài siêu bền luôn, cái dòng này nó bền. Đặc biệt là IC có dòng này nó hồi trước giờ em sửa máy ít khi nào thấy nó chết. Hầu như không thấy. Đầu bò tay lái là nó nguyên thủy luôn nè. Không tắt. Cô chú nhớ đẩy lên nó chạy ha. Xuống nó tắt. Cái này nó hơi lỏng chắc mắt. Mắt con ốc mà. Mắt con ốc à. Tay lái ở đây thì nó bị nứt. Mà cái này bóp nhựa này có mấy cái máy Nhật Bản nó bền lắm. Nguyên thủy luôn. Này em nhớ bọc lát nó 25, có còn cái Yugit là nó 25. Cái chén kẹp thì cái miếng mũ nó bể miếng này. Con ốc này ai gắn này ốc dữ luôn rồi. Ốc này là made in Việt Nam luôn rồi. Xong rồi trong đây con ốc là lạ lùng như trời. Rồi giờ con bỏ xuống con trai. Rồi con test cho cô chú đi. Được. Hầm hố vô con có nhí nó miếng chưa? Thằng Tiền nó theo em nó giật nhất cái tay nó dài gì nè anh em. Theo em biết cái nào nó dài như dưỡng nó như vậy.
không có xăng, không có xăng rồi đi gặp cái vú cái bóp ly rồi á, chứ không biết có xăng hay không luôn, khổ thiệt chứ. Ôi. Cái này nó bị hư cái nòng chứ để chưa được 6 xăng bự luôn á. Máy của mình á. Trời đẹp gì đó. Cái tiếng nào ghép qua cái người đang làm. Không coi còn có máy nào không, sao máy nó đẹp quá trời, đẹp long lanh luôn vậy. Máy chưa tiếng nòng, chưa có, chưa thể được. Mấy bạn mình vậy hả? À, còn đợi tí xíu nó bắt quay tí xíu bắt cái ra. Nông lên. Máy là gì này nè. Này 260. Rồi cái này em bán cho cô chú về dọn lại tiếp em nha. Cái này là cái máy gì? E5 là 950. Hecho 260. Cái này 34 ly, máy nhìn đẹp gì mà xuống chạy tầm. Quá trời đẹp luôn. Con này. Nhìn nó đã gì. Nhìn cô chú coi nè, nguyên thủy luôn vậy. Mà bóp xăng không lên. Bóp xăng giống như là nó còn hở chỗ nào nó không lên. 950 E5 rồi cô chú, 950. Còn cái này là cái Maru 20. Đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Máy vui mưa trời, máy đẹp cái chùi thấy ham gì chứ. Chùi thấy ham, còn máy nào xấu nó không thành chùi gì chứ. Tài ơi. Con tay đâu vậy con tay? Hả? Hỏi không thành trả lời luôn. Con đi đâu? Ai giật tiếp cho ai gì? Đi đâu đi đó. Con trai em không biết chừng nào mà nó tiếp em được. Cái này là Maruyama KC20, rất là mới của chú ơi, cái này mới lắm, trắng tinh luôn. Cái này tờ lái hệ luôn, rất là đẹp, cái buông nó trắng là này tài. Này giống như nó xuất xứ tiên, giống như kem dưỡng trắng da body ngày đêm gì, quá trời trắng luôn, tầng lớp KC20 nào. Đầu bò nhìn nè, long lanh lấp lánh luôn. Cái này thì bên em có gắn cái mới nè. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú nè. Chạy ra đẹp thì ghê, ngoài nào giờ cũng chạy giờ muốn cứ lè luôn. Cái này nó bị gãy chỗ này cô chú, nó đẹp mà nó bị gãy cái lá. Rồi con tắt đi, con quay thử cho cô chú coi cái. Rồi em xin quay lại một lần cho cô chú mình coi nó nha. Cái này là KC20 nè, nó đẹp từ trong ra tới ngoài luôn. Có cái điều là cái áo nó bị cắn thì nó gãy này nè. Về nếu cô chú kỹ thì cô chú giá lại ha, lấy cái mỏ hàng mình giá. Ở Việt Nam mình rất là thông minh trong mấy chuyện này nè. Giá hoặc là có số này, có máy em thấy câu gì kìa dùm lum. Bình xăng còn trắng tinh. Còn cái ống khói thì nó trắng vậy nè. Tay lái thì tay lái lớn. Rồi cái này là e mấy rồi con trai? Rồi nhờ con test lại cho cô chú một cái nữa thì. E6 này em bán cho cô chú là 1.050.000. E6. Rồi E6 1.050.000. Cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Những cái mã số nào cô chú có chốt á, nhà cô chú dòm dưới phần bình luận nha. Những cái mã máy nào em bán ở bên em sẽ cập nhật liên tục luôn. Cập nhật liên tục mã số nào em bán là
can xăng kìa. Tiếp theo còn có máy này đẹp, cái này là cái Ryobi, hết sức nó đẹp luôn rồi. Nhìn tướng nó phong độ quá, càng me dây quẩy còn luôn, dữ vậy ta, dây quẩy cái dây quẩy này bởi vì hàng chi cô chú thích xài đầu in phải không, nó dày cỡ này luôn. Còn dây quẩy của mình gì móng lét hả, quẩy vài ngày nó giãn nó teo lên nhớ xíu, dây này quẩy nó đâu có teo đâu. Cái này Ryobi 2,5 này dây nồng 34 ly luôn cô chú ơi, 34 ly, tay lái lớn bành kỳ luôn mà chưa xiết, lật lìa lật lội luôn. Con xiết lại cho cô chú đi con trai, cái tôm đen thù lùi luôn. Ryobi KEKK 2,5, cô chú nhìn dung nhan em nè, bèo như con mèo luôn, làm hoài không có dư, kỳ cục. Rồi xếp gì vừa được rồi con, xếp gì vừa nó mơ mình còn ấy nữa, cô chú nào có chốt mở ra xịt khói à. Đầu bò chén kẹp thì mất miếng ốc ngoài cô chú ơi, ốc ngoài thì dễ nè, con ghi dưới này, con ghi giống chữ tặng ốc ngoài đi tiền, con lấy gì con ghi đi. Bị em mấy cái ốc lưỡi này ở đây em nhiều lắm, sợ quên. Rồi nhà con trai rất hay cho cô chú mấy này à. Cái cốt thì siêu rồi, cái cốt này cô chú quay vô cái bò, vô trong cái cốt có bọc lắm, rồi cô chú chưa có mở rút cái cốt ra chồng cái bò vô. Con kết lại cái cho cô chú gì chứ. Rồi cái mã này là E7 tặng ấp lưỡi, con ghi giống E7 tặng ấp lưỡi này chưa mốt cô chú. Này dây quẩy này em giữ nguyên cô chú, nào có chắc giữ nguyên. Này về cô chú cho khó rút rồi. Mở cái đầu bò đó ra, nhét mấy bò ra thiệt là nhiều vô, cái này nó hơi kêu. Máy hết sức đẹp luôn, nằm 34 đi. Con có dáng là tặng ấp lưỡi không? Ừ. Rồi E7 triệu mốt tặng ấp lưỡi. Rồi em cho em xin nhắc lại lần nữa cô chú, những cái mã số nào mà cô chú có chốt thì nhờ cô chú dòm dưới phần bình luận dùm em nha. Con đổ xăng ra đi con trai, để đó nữa là nó nhiều lắm á. Cái này là rip đây, cái này Mitsubishi TL261. Anh thổi ra. Con mượn mấy phút? Mượn 10 phút. Rồi con dòm đúng 10 phút trả cha nha. Chơi uy tín nha, mình con tên tính đó cho con biết. Mitsubishi TL261 FD34826713151, nhau dài quá anh em ơi. Cái này cái ống khói nó trắng tịnh luôn anh em ơi, nó trắng tịnh luôn. Cái bình xăng con thì nó như vậy đây, hai kim một kim trời. Anh thấy đây có một cây kim à. Mấy này thì tâm gờ luôn, cái này anh em xài một cái đặc biệt là gắt. Đây của mình xịt thuốc á. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó thầu xăng, cái dòng Mitsubishi bền dữ lắm.
đâu bò trời ơi, mặt trang kẹp nữa trời ơi, chết người thiệt, mắt trang kẹp rồi anh em ơi, anh em ơi mắt trang kẹp rồi, cái này là thiếu trang kẹp nha anh em. Rồi nhờ con bơm xăng kết hàng cô chú à. Công tắc này là bên thợ em có gắn này nè, có gắn cái công tắc này nè, cái này thiếu đầu bò, ô thiếu chắn kẹp nha cô chú, cái này một cái cô chú chạy nó đang tinh tinh. Đem quay cho cô chú coi ha. Cái này là Mitsu TL261 FD, số series là 267135 5E. Máy nguyên thủy mà rất là nhạy luôn cô chú ơi. Rồi cái này là cái máy con trai? E8. E8 kiếm ốp chưa chắc, bây giờ không có ốp, giờ để không có ốp đi con ơi. E8 cái này bán cô chú là 1.800.000, 1.800.000 bao ship. E8. Rồi cô chú có chốt mấy này là nhờ cô chú để ý với phần bình luận giùm em nha. Cái mã số nào bên em bán em mới cập nhật liên tục luôn. E8 1.800.000 cô chú ơi, Mitsubishi TL26 mới chát. Còn cái này là Maru 26 màu hồng nam tính. Cái này là bình xăng zin nguyên bản theo máy, là bình xăng bơm gù thiếu nắp chụp e. Cái này thì bên em sẽ tặng cho cô chú cái nắp chụp e ha. Nắp zin nữa nè. Phải có mã số 5 không? Có mã số 5 là cái máy đó chưa kiếm gặp người nhận á. Bình xăng trắng tươi luôn nè. Cái máy này cái lốc nó hết sức đẹp luôn chú ơi. Cái này cái, tại cái màu nó là màu hồng. Cái bình xăng nó trắng gì nè. Trắng hết sức luôn. Tay lái thì nó nguyên ấy luôn. Mà nó không có dây ga. Nó dù đủ luôn, không có dây ga. Cần lắp thì nó cũng đẹp nè. Hên lại cái này nó có đầu bò chắn kẹp anh em ơi. Hên ơi. Rồi miếng mắt miếng ngoài. Cái này em tặng cho anh em miếng ốp lưỡi ngoài nha. Cái này con ghi hồi con nhớ nha chị. Cái này là E9 rồi, nhờ con test lại cho cô chú nghe đi. Thì cái dòng máy này là nồng 34 ly mà nó bền lắm, cô chú dễ đấy lắm. Dễ thay đồ, cái dòng này nó không hơi quậy. Này nó bền lắm rồi. Có công tắc đâu được. Đây. Công tắc chỗ này cô chú. Cái này nó màu hồng chứ không phải là nó cũ cô chú ơi. Cái dòng máy này nó màu hồng nam tính của mình đó. Đó. Cái máy này thì bên em sẽ hỗ trợ tặng cô chú là một cọng dây da. Cô chú nhớ lưu ý nha. Cộng dây ga với một miếng ốp lưỡi ngoài. Rồi nhờ con test lại cho con trai. Rồi cái máy này em bán cho cô chú là 1.250.000. E9. Rồi tới con E10 là cộng hết lưỡi ngoài dây ga. Này cô chú nhớ lưu ý nha. Cô chú nào có chốt cái mã nào nhờ cô chú dòm vô phòng bình luận nha, em sẽ đăng liên tục cái mã số nào. Rót xăng ra nha con ơi, nãy giờ là dữ lắm, xăng nhiều luôn rồi đó. Chưa khó hai anh em mà chưa khó rót ra. Cái này là cái Sumo. Trời ơi ai sơn cái màu thi gốm đi. Cái này dắt em ghi dắt ở nhà em có nhớ nè. Nhớ là nó khoái gì đó. Cái này mới bãi ba lô về nhưng mà chắc em nghĩ cái màu nó hơi xấu rồi nè, rồi nhớ nó mới xịt.
Cái này nồng lớn lắm cô chú ơi. Này để là sum 300B. Này là nguyên thủy cho máy luôn. Nguyên thủy luôn. Đó, tướng rượu. Cô chú thấy tiền gì hàng hay tướng nhỏ nhỏ gì cho cô chú bảo đảm mà uống bia mà qua tiền em mới sợ luôn. Thằng Chiển, thằng nói chung là trong tiệm em không nào qua tiền chứ. Ai cũng nằm mà lật xỉ cho tiệm tỉnh queo luôn chứ. Ngộ nhầm người có máu gì vậy cô chú ơi. Máu không phải bự là mình uống mạnh, không phải gì. Ai đưa nó quất, ai đưa nó quất ngồi, ai nằm lạng qua đây, lạng qua kia, dừng tiền tỉnh queo lên xe chạy bình thường. Ngộ người ta. Con nào cắt miếng máu đó con qua con truyền cho bác ơi. Em thì em dở ẹt à. Em chừng có khoảng một lon bia trong lịch sử em, một lon bia là em lụm. Mà dê thì em là dê chúa đảo luôn nè. À. Mới nói về chúa đảo vợ em tự nhiên đâu lù lù ra hết hồn. Trời ơi, nếu quên dục điện thoại chạy luôn rồi. Em chơi em chơi chết lụm, em chơi kỳ vậy. Ra cho hay chứ. Ra phải cho hay đàng hoàng chứ, biết chồng mình sợ vợ rồi mà. Cái này là cái mã số là 261 237. Cái máy này không biết nồng bao nhiêu ly mà nó bự chà bá lửa luôn. Cái này tôm gờ luôn cô chú ơi. Rồi nhờ con trai test hàng cô chú ơi. Trời mấy cái máy bự nghe tí ớn thiệt chứ. Gần á. Tiếng nó nghe thấy ghê quá, con tắt đâu ta, con tắt nó hả? Dạ. Giờ thì gớm. Con đắt nằm đây nè chị. Con đắt nằm đây. Đó. Để em biểu diễn cho cô chú coi nè. Cái này là cô chú phát cước. Không đâu là làm những cái việc này nó bự quá. Máy này nồng lớn lắm. Mày không biết nhiều ly. Chắc 36 ly quá. Rồi tắt đi con trai ơi. Để nó cỏ một con máy mà gì nhớt không vậy trời. Hả? Mấy nó cỏ một con máy không gì mặt nhớt không vậy? Ủa gì hả? Sao em nhìn được cái dung nhan em được anh thừa? Em làm sao em nhìn được? Rồi cái này em xin báo giá cô chú nghe. Cái lô này lô E10. Cái này em bán cô chú là 1,5 triệu. Em bao ship 3 lô. 3 lô E10 1,5 triệu bao ship. Máy thì nồng lớn nhưng mà bị này chắc cháu ở đây nhớ là nó sơn phủ rất là nhạy con cô chú ơi. Rồi em ơi là 1,5 triệu em bao ship cô chú nào làm cái chốt máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video ra đây chị cô chú ơi. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến của cô chú ha, để tụi em hoàn thiện hơn. Đặc biệt là bữa nay em nhớ được cái ngày, em nhớ là ngày 14 tháng 7. Nãy có chú đó chú nhắc em mà cái này cũng dễ nhớ luôn. Nhìn trên điện thoại nó có. Rồi cảm ơn tụi con nha. Rồi chào tạm biệt cô chú.